Pháp môn niệm Phật, tự lực và Phật lực cả hai cùng đủ. Bởi thế, người đã đoạn hoặc nghiệp sẽ mau chứng pháp thân. Người đầy dẫy hoặc nghiệp thì đến nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường. Dù là kẻ ngu phu ngu phụ cũng được hưởng lợi ích. Nhưng lại cực kỳ huyền diệu, dẫu là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thoát khỏi phạm vi của pháp này. Vì thế, không một ai là chẳng tu được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng, thật là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Như Lai. Vì thế chẳng thể dùng những giáo lý thông thường để bình luận phán đoán được. Mạt pháp chúng sanh phước mỏng huệ cạn, chứng giải nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, toàn cậy tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hỏng liễu sanh tử, thật là vạn nan vạn nan. Kể từ đại giáo chuyển sang Đông Ý, nói Phật giáo chuyển sang Trung Hoa, Lô Sơn hương khỏi liền xã, một sướng trăm hòa không đâu chẳng thuận theo. Nhưng những vị có đại công làm rạng rỡ tịnh tông thì đẩy Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc chẳng thể suy lường nổi, do có việc ngài phải xuống Nam lọc gặp Lương Vũ Đế. Sau trở về Bắc, Vũ Đế thường hướng về Bắc cúi lại nói, Loan Pháp Sư là bậc nhục thân Bồ Tát. Đời Trần tuy có ngài Trí Giả, đời Đường có ngài Đạo Xước, nói theo giáo pháp của ngài Đàm Loan chuyên tu tịnh nghiệp, cả đời giảng ba kinh tịnh độ hơn 200 lượt. Từ cửa ngài Đạo Xước có ngài Thiện Đạo cho đến các vị Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh thì liên phong đã thổi khắp cả Trung, ngoại, trong và ngoài Trung Hoa. Do vậy, trí thức các tông không ai là chẳng dung đạo này để mật tu hoặc hiển hóa tự lợi lợi tha. Với nhà thiền, nếu chỉ đề cao hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn chẳng thèm bận tâm tới, huống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy là chân đế, một pháp đã mất thì hết thảy đều mất. Nói thật tế lý địa, chẳng nhận một mảy trần là nói về tánh thể. Nếu luận đích xác về mặt tu trì thì lại chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc thì chẳng ăn, huống hổ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy là tục đế, một pháp đã lập thì hết thảy đều lập. Nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp là nói về tánh giãn đủ vậy. Nếu hữu toàn bỏ tục đế để luận trần đế thì chẳng phải là trần đế, khác nào bỏ tứ đại ngũ uẩn đi tìm tâm tánh, thân đã chẳng còn, tâm gửi vào đâu. Nếu hữu dùng tục đế để hiển trần đế thì đích thực là trần đế, như ở nơi mắt thì bảo là thấy, ở tai gọi là nghe, tức là dùng tứ đại ngũ uẩn để hiển tâm tánh. Những điều vừa nói trên đây chính là ý chỉ lớn lao của việc chư tổ cầm tu tịnh độ, nhưng các ngài chẳng giảng rộng thuật rõ, nên nếu chẳng hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng biết được. Cứ như quy chế kỳ đảo cho những vị tăng mắc bệnh và quy cách thiêu hóa tống táng những vị đã mất do ngài Bách Trượng sáng lập, ta thấy đều quy về tịnh độ. Có vị nói tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài Trần Hiệt Liễu bảo pháp môn tịnh độ chính là để tiếp dẫn căn khí thượng thượng, chỉ kiêm tiếp dẫn căn khí trung hạ. Ngài còn bảo trong cả tông tạo động hết thảy đều ngầm tu, do vì tu tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài cũng bảo dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền đều tu tịnh độ, đồng quy một nguồn. Những lời ấy đủ cho ta thấy được đại khái quan điểm của các thiền sư thời ấy. Kịp đến ngài Vĩnh Minh Đại Sư, bản thân là cổ Phật, do nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, soạn sách lưu truyền Hoàng Dương. Ngài lại sợ người học chẳng rõ đường nẻo lẫn lộn lợi hại nên cực lực xướng ra bài kệ tướng liệu giảng, có thể nói là cương tông của cả Đại Tạng. Ngài làm bậc hướng đạo nơi đường rẽ, khiến cho người học chỉ trong 80 chữ đốn ngộ yếu đạo xuất sanh tử chứng niết bàn. Tấm lòng đau đớn cứu thế của ngài thật là thiên cổ chưa từng có. Sau đấy các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, truyền khen ngợi pháp này như các đại tổ sư Trường Lô Trách, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Tuy Hoàng Dương Thiền Tông vẫn chú trọng khen ngợi tịnh độ. Đến khi Liên Trì Đại Sư tham học với Tiếu Nham Đại Ngộ xong, cần nhắc mọi bè đề xướng nếu tịnh nghiệp đã thành, Thiền Tông sẽ tự chứng, giống như tắm nơi biển cả, là đã dùng nước của cả trong sông, thần đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An đâu nữa. Sau đấy các đại tổ sư Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tình Am, Mộc Đông, vân vân, không vị nào chẳng sướng như vậy. Bởi lẽ lập cách hóa độ theo thời, pháp phải phù hợp căn cơ, nếu không như thế chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm quốc gia lắm biến cố, pháp luân cơ hồ ngừng chuyển.
Dù có bậc trí thức ra sức chống chọi nhưng chẳng đủ sức, đến nỗi chẳng ai hỏi đến đạo này. Nếu có ai bàn đến pháp này, người nghe cứ như đang bị làm phiền. May còn có một hai vị tăng tục đại tâm in khắc lưu truyền, khiến cho những lời giáo huấn của chư tổ chẳng bị diệt, khiến cho người ta được tạm nghe đến, thì thật không còn gì may mắn hơn. Cho đến khi đại giáo truyền sang Đông Viễn Công đại sư Tổ Huệ Viễn, bèn dùng pháp này lập tông. Lúc đầu ngài muốn cùng đồng học, đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị pháp sư Đạo An lưu lại. Ngài Huệ Vĩnh bèn một mình đi trước qua Tẩm Dương. Thứ sử Đào Phạm ngưỡng mộ đạo phong của sư, bèn lập chùa Tây Lâm cho ngài ở. Đấy là năm Đinh Sửu niên hiệu Thái Nguyên thứ hai 377, đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn. Đến năm Thái Nguyên thứ 9, Giáp Thân 384, Viễn Công mới đến Đô Sơn. Thoạt đầu ngài trụ tại Tây Lâm, nhưng bạn tù tìm đến quá đông, chùa Tây Lâm chật hẹp không chứa nổi. Thứ sử Hoàn Y bèn bắt đầu dựng chùa tại phía đồng núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến ngày 28 tháng 7 năm Canh Dần 390, Thái Nguyên thứ 15, Viễn Công bèn cùng tăng tục 123 người kết liên xã niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, sai ông Lưu Di Dân soạn bài văn khắc vào đá để minh thệ. Pháp sư Huệ Vĩnh cùng dự vào liên xã, Vĩnh Công sống tại Tây Lâm trong gian nhà tranh biệt lập trên đỉnh núi. Khi ấy có người đi thiền hành đến bên thất ngài, liền người thấy mùi hương lạ, nhân đó đặt tên là Hương Cốc, hàng thơm, để người khác suy ra thì biết. Lúc Viễn Công mới kết xã, có 123 người, đều là bậc long tượng trong pháp môn Thái Sơn Bắc Đầu trong làng Nho. Do đạo phong của Viễn Công lan tỏa nên đều rủ nhau tìm tới. Nếu tính suốt cả hơn 30 năm trong đời ngài, thì số người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn vãng sanh rất nhiều, không thể tính nổi. Sau này các vị đảm loan trí giả, đạo xước, thiện đạo, thanh lương, vĩnh minh, không vị nào chẳng như thế cả, tự hành dạy người. Ngài đảm loan soạn vãng sanh luận chú, diệu tuyệt cổ kim. Ngài trí giả viết thập nghi luận, diễn giải đến tột cùng lẽ được mất. Ngài soạn quán kinh sớ, giảng sâu xa, cách quán tưởng đúng đắn. Ngài đạo xước giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lượt. Ngài thiện đạo sớ giải ba kinh tịnh độ cực lực khuyên chuyên tu. Ngài thành lương sớ giải phổ hiền hạnh nguyện, phẩm phát huy đạo rốt ráo thành Phật. Ngài vĩnh huynh nói tứ liệu giản, chỉ thẳng pháp liễu thoát ngay trong đời này. Từ xưa các bậc cao nhân trong các tông không vị nào lại chẳng hướng lòng về tịnh độ, chỉ có các tông sư nhà thiền lại chuyên ngầm tu nên không xiển dương rõ rệt. Từ sau khi ngài vĩnh minh sướng xuất, các vị mới lưu lại ngôn giáo rõ rẻ, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế, bài khuyến tu tịnh độ văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Còn viết, người tham thiền rất nên niệm Phật, nếu căn cơ độ chỉ e đời này chưa thể đại ngộ, phải nhờ Di Đà nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh. Ngài còn viết, nếu ông niệm Phật mà chẳng sanh tịnh độ, thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Tác phẩm Tịnh Độ Thuyết của Trần Hiết Liễu Thiền Sư có câu: Cả một tông tào động thảy đều chú trọng ngầm tu, là vì sao vậy? Là vì pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, thật dựa vào đại tạng, tiếp dẫn căn khí thượng thượng, kiềm tiếp dẫn căn cơ trung hạ. Ngài còn viết, bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp, bất hữu bất không, bèn quyết chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Do tịnh nghiệp thấy được Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài còn nói, dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đồng quy một nguồn, nhập được pháp môn này thì vô lượng pháp môn thảy đều chứng nhập. Trường Đô Trách Thiền Sư kết Liên Hòa Thắng Hội, phổ khuyến đạo, tục niệm Phật cầu vãng sanh. Cảm hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ trong mộng đến xin dự hội, sư liền đẻ tên hai vị Bồ Tát đứng đầu hội, đủ thấy pháp này khế lý khế cơ, chư thánh ngầm khen ngợi. Trong hai triều Tống Thái Tông và Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường trụ trì chùa Triều Khánh ở Chiết Giang, hợp mộ đạo phong của tổ Lô Sơn Huệ Viễn, lập Tịnh Hạnh xã. Ông Vườn Văn Chánh công đán quy y đầu tiên, làm người chủ sướng. Những bậc tẻ quan châu mục, học sĩ đại phu đều xưng là đệ tử tham dự Tịnh Hạnh xã đến hơn 120 người. Hàng sa môn tham dự đến hơn 2.000 người, còn hàng sĩ thứ chẳng thể tính nổi số. Sau lại có Lộ Công Văn Ngạn Bác làm quan giúp bốn triều Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Triết Tông xuất tướng nhập tướng hơn 50 năm,
quan phẩm đến chức thái sư, được phong là Độ Quốc Công. Ông bình sinh dốc lòng tin Phật Pháp, tuổi già càng tận lực hỗ trợ đạo Pháp, chuyên niệm A-di-đà Phật, sáng chiều đi đứng chưa từng thiếu lười. Ông cùng với Pháp sư Tịnh Nghiêm kết xã 10 vạn người ở Kinh Đô để cầu sanh tịnh độ. Phần lớn các sĩ đại phu thời ấy đều được ông giáo hóa. Ông có bài tụng như sau: Trì quần khí đảm đại như thiên, nguyện kết Tây phương thập vạn duyên, bất vì tự thân cầu kế hoạn, đại gia tề thượng độ đầu thuyền. Tạm dịch: Biết ngài lớn mật bằng trời, xin cùng tịnh độ kết 10 vạn duyên, cứu thân nào tính kế riêng, ai ai đều đã bước lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi niệm Phật qua đời. Đời nguyên minh thì có các ngài trung phong Thiền Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, mỗi vị để lại thi ca hoặc tạo luận giải thích, không vị nào là chẳng cực lực triển dương pháp khế lý khế cơ suốt trên tột dưới này. Nhưng các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là những người thành khẩn thiết tha tột bậc nhất. Đời thành có ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ đều tận lực hoằng dương đạo này. Các tác phẩm khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, Thị Chúng Pháp Ngữ của ngài Hồng Loa có thể nói là những tác phẩm tiếp nối chí nguyện cổ thánh, khai phát kẻ học hậu lai kinh thiên địa động quỷ thần. Nếu người học thật có thể hành theo đó thì không ai là chẳng giã biệt Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội. Cho đến khi nào căn cơ của chúng sanh hết sạch, Đức Như Lai mới nghỉ ngơi, nhưng lòng đại bi lợi sanh của Phật chẳng bao giờ cùng tận. Do đó các vị đại đệ tử phân phát sát lợi, kết tập kinh tạng, mau được lưu thông khắp mọi cõi, ngõ hầu tất cả đều được Phật Pháp thấm nhuần. Mãi đến đời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu truyền đến Trung Quốc, nhưng do phong khí chưa mở nên chỉ lưu thông ở phương Bắc. Đến đời Tôn Ngô, vào năm Xích Ô thứ tư 241, tôn giả Khang Tăng Khải sang giáo hóa tại Kiến Nghiệp, cảm được xá lợi của Như Lai giáng lâm khiến cho tôn quyền sách lòng tin tưởng tột bậc. Họ Tôn bèn sửa chùa, dựng tháp để hoằng dương pháp hóa. Nam phương bắt đầu được thọ hưởng giáo pháp từ đấy. Đến đời Tấn, giáo pháp lan khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy về sau ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường, các tông đã thành lập đầy đủ, có thể nói là cực thịnh. Các tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Hoàng Giáo, Lâm Tế, Tào Độc, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Hoàng Tông, Nam Sơn thì nghiêm tịnh tỷ ni, luật, Điền Tông thì chuyên tu tịnh độ. Giống như các bộ chia nhau coi sóc công việc, hẹp như sáu can hỗ trợ nhau. Ấy là vì giáo là lời Phật, tông là tâm Phật, luật là hạnh Phật, tâm ngữ hạnh, ba thứ khó thể tách rời, chỉ là ước trên phương diện chú trọng vào mặt nào mà lập danh. Chỉ mỗi mình pháp tịnh độ mới nhìn thì là phương tiện để phàm phu nhập đạo, nhưng thực ra nó là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Bởi thế kẻ sắp đọa A Tỳ được dự vào phẩm chót, bậc đã chứng ngộ ngang với chư Phật vẫn cầu vãng sanh. Lúc Đức Như Lai còn tại thế, ngàn căn cơ cũng được nuôi dưỡng, vạn mạch đều quy hướng Phật diệt độ rồi, bậc đại sĩ, hoàng pháp, ai nấy chỉ hoàng dương một pháp để mong thâm nhập được một môn. Trừ pháp dung thông, ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Đế Thích, mỗi hạt châu chẳng lẫn vào nhau, như ánh sáng mỗi châu lại chiếu vào hàng ngàn hạt châu khác. Ánh sáng của ngàn hạt châu chiếu vào một hạt châu soi rọi lẫn nhau nhưng chẳng tạp, riêng biệt nhưng chẳng thể phân khai. Kẻ cầu nệ vào tích thì bảo, hết thảy pháp, mỗi pháp đều sai khác. Kẻ khéo hiểu sẽ nói, hết thảy pháp các pháp viên thông, như bốn cửa thành, gần cửa nào theo cửa đó mà vào, cửa tuy khác nhau nhưng vào thành chẳng khác. Nếu biết ý này thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, thấu hiểu một cách chân thật, thông đạt tận nguồn cội, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy ấm nhập xứ giới đại vân vân trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh, mà mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh. Bởi vậy kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thế bảo rằng hết thảy pháp không một pháp nào chẳng phải là Phật pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Tiếc thay chúng sinh, trầu đeo trong vạt áo chọn chẳng biết hay, ôm của báu đi ăn xin, chịu khốn cùng oan uổng, dùng tâm Như Lai tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát chịu khổ luân hồi,
đáng thương lắm thay. Vì thế bậc đại sĩ Hoằng Pháp chẳng hề gian nan cay đắng, chẳng nề gian nan cay đắng, dùng đủ mọi phương tiện để khai ngộ, dẫn dắt khiến chúng sanh hiểu đúng sự lý, nhân quả của 10 pháp giới, triệt ngộ tự tánh của tâm ngõ hầu viên chứng rốt ráo. Từ đường sang Tống Nguyên, sang Tống, sang Nguyên, sang Minh đến Thành, cả 1.000 năm thanh giáo chẳng khuất lấp, dẫu chẳng hưng thịnh bằng đời Đường, nhưng cũng có thể nói là suýt soát. Từ đời Hàm Phong Đồng Trị trở đi, binh hỏa liên miên, đói kém liên tiếp, cao nhân ngày một hiếm hoi, kẻ dung tục ngày càng nhiều, quốc gia chẳng bận tâm để sướng, tăng lữ không sức chấn hưng. Do đó hàng cao nhân tại gia, vì chưa từng nghiên cứu Phật pháp, chuộng lầm khuôn sáo cũ của Âu Hàn, Âu Dương Tu Hàn Dũ, đến nỗi đạo pháp suy sụp sát đất, mãi đến cuối đời Thanh học vấn phát triển. Những người thiền từ cao tìm đọc kinh Phật mới hay gốc đạo chính là đây, mới bèn quyết chí nghiên cứu. 2. Khuyên tín hạnh nguyện nên chân thành tha thiết. Một, giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tín là phải nói tin Sa Bà thật là khổ, cực lạc thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói chung chẳng ngoài 8 nỗi khổ, tức là sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán ghét nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm ngừng lẫy. 8 nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tội bực hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. Bài thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành. Cứ suy nghĩ kỹ ắt tự biết, chẳng cần phải nói rõ, nói rõ sẽ phải tốn nhiều giấy mực. Nỗi khổ thứ 8, năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khỏi tâm động niệm, cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau, nhân quả vấn vít lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ tưởng hành thức là những thứ do tâm huyễn vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tầm huyễn vọng này bèn đối với 6 trần cảnh khỏi hoặc tạm nghiệp như lửa cháy hừng hực chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh lửng lẫy. Thêm nữa ấm có nghĩa là ngăn che, do năm pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Như mây dày che khuất mặt trời, tuy vầng thái dương rực rỡ trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu trừ đoạn hoặc nghiệp bị năm pháp này che phủ, bầu trời chân tánh và vần mặt trời trí huệ chẳng thể hiện hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ 8, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới 6 trần chọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét, từ đây lại ra công dụng hạnh tiến lên chứng đắc vô sanh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì, trong đời mà thật khó có ai đạt được. Vì thế phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão khổ bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, huống là thật có. Kể cận thánh chúng, trầu hầu di đà, chim nước rừng cây đều diễn pháp âm, tùy theo can tánh nghe xong liền chứng. Người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mong áo được áo, tưởng ăn liền ăn, lầu các đền đài đều do bảy báu tạo thành, chẳng nhọc sức người chỉ là hóa hiện. Vậy thì bảy nỗi khổ cõi Sa Bà biến thành bảy điều vui, nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong 10 phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biết thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc, tuy nói những lời thuộc về thế đế nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngũ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế kinh dạy, không có các nỗi khổ chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Sa Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì ví nổi. Tin sâu lời Phật chọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Đứng nên dùng tri kiến ngoại đạo phàm phu để so lường, lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm, thắng diệu, chẳng thể nghi bàn của tịnh độ, đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thực sự là được vãng sanh tịnh độ. Cái hại ấy rất lớn, chẳng thể chẳng biết. Đã biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện liệt khổ Sa Bà, nguyện hưởng vui cực lạc.
Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí cầu được thoát ra gấp, lại như bị giam cầm trong ngục đau đớn nghĩ đến quê nhà. Sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lợi cứu cho thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh trong thế giới sao bà, đối với cảnh thuận nghịch khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có. Đấy chính là hầm xí không đáy, đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo, qua nhiều kiếp dài lâu luân hồi sáu nẻo. Đấy chính là chốn lao ngục, chẳng hề phóng thích tội nhân. À Di Đà Phật trong nhiều kiếp quá khứ phát 48 nguyện độ thoát chúng sanh, có một nguyện là nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta cầu sanh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, mà nếu chẳng sanh chẳng đấy tránh giác. A Di Đà Phật thệ nguyện độ sanh, nhưng nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như trí tâm xưng danh thề cầu xuất ly xa bà, thì không một ai chẳng được Phật dù lọc từ tiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực cứu được người đang ở trong hầm phân không đáy, trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chốn ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh giới Phật được thọ dụng giống như Phật. Phật Di Đà, vì chúng ta phát nguyện lập hạnh để mong chúng ta thành Phật, chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà nên bao kiếp dài lâu ngục lặng mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta, ta chính là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực, là do ta cứ một bề mê muội trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tín tâm như vậy mới đáng là chân tín. Dùng tín tâm này phát nguyện quyết định vãng sanh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập tịnh tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời một phen siêu thăng, điền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng vậy. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sanh thoát tử. Đã vì liễu sanh tử thì với nỗi khổ sanh tử, tự sanh tâm chán nhàm với sự vui tây phương, tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì hai pháp tín nguyện sẽ được đầy đủ trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy, rồi lại thêm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ mà niệm, thì Phật lực, tự tâm tín nguyện, công đức lực, cả ba pháp cũng hiện hiện trọn vẹn, khác nào mặt trời rực rỡ trên không. Dù cho mây đùn băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tàn hết cả. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tín nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là những là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin sai bà cực khổ, tây phương cực vui, phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh, phải tin niệm Phật nhất định được ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này nguyện lìa xa bà, như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục chọn chẳng có tâm lưu luyến, nguyện sanh tây phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó tùy phận tùy lực, trí tâm chỉ niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, chẳng luận là nói năng im lặng động tịnh, đi đứng nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo ăn cơm, giữ sao Phật hiệu, chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Kinh A Di Đà nói, từ đây đi qua tây phương khỏi 10 vạn ước cõi, có thế giới tên là Cực Lạc, có ấy có Phật hiệu A Di Đà nay hiện đàng thuyết pháp. Kinh còn dạy, có ấy vì sao tên là Cực Lạc, chúng sanh có ấy không có các điều khổ chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc, không có các điều khổ chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức trí huệ thần thông đạo lực của A Di Đà Phật. Thế giới như chúng ta đang sống có đủ cả 3 khổ 8 khổ vô biên, các nỗi khổ hoàn toàn chẳng vui, vì thế gọi là Sa Bà. Tiếng Phạn Sa Bà hán dịch là kham nhẫn, ý nói chúng sanh trong thế giới này có thể kham chịu được các thứ khổ. Trong thế giới này chẳng phải là không có điều vui, nhưng những điều được coi là vui ấy lại đều là khổ. Chúng sanh mê muội lại coi đấy là vui, như mê rượu đắm sắc, săn bắn bẫy dập có gì là vui. Một lũ ngu phu đắm đuối chẳng bỏ được, thích đến quên mệt, thật đáng xót thương. Những điều dù thật sự là vui cũng khó lâu bền, chẳng hạn như cha mẹ cùng còn sống, anh em không xảy ra chuyện gì, chuyện như vậy làm sao thường hằng được mãi. Vì thế cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn liền tiếp theo ngay, nên bảo là chọn chẳng có gì vui, chẳng cần phải bàn nữa. Sự khổ trong thế giới chẳng thể nói hết, nhưng có thể dùng 8 khổ 8 khổ để bao quát không sót. 3 khổ là khổ khổ
Vui là hoại khổ, chẳng khổ chẳng vui là hành khổ. Khổ khổ là nói thật tâm ngũ ấm này, thể tánh bức bách nên gọi là khổ, lại còn phải luôn chịu đựng các nỗi khổ sanh già bệnh chết vân vân nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ là bất cứ sự gì trong thế gian cũng chẳng được bền lâu, mặt trời giữa ngọ phải chết về tây, trăng đầy rồi khuyết, đạo trời còn phải như thế, huống là việc người. Cảnh vui vừa chớm, cảnh khổ đã đến ngay, nỗi khổ ấy chẳng diễn tả được nổi, vì thế gọi là hoại khổ. Hành khổ là tuy chẳng khổ chẳng vui, tự hồ phải chăng, nhưng tánh nó rời đổi, có gì là thường trụ, vì thế gọi là hành khổ. Nêu lên ba thứ khổ ấy, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, thì không có nỗi khổ nào chẳng khổ trong ấy. Ý nghĩa tám khổ trong các sách đã thuật rõ, nếu biết cõi này là khổ, thì tâm chán nhảm xa bà sẽ bừng bừng phát sanh. Nếu biết cõi kia là vui, thì ý niệm ưa thích mong cầu cực lạc sẽ hưởng hực phát khởi. Do vậy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành để bồi đắp nền tảng, lại dùng tâm trí thành khẩn thiết trí danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi xa bà này, sanh về cõi cực lạc kia, làm con đích thực của Đấng Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội vậy. Xem cõi xa bà này như xấu, còn hơn nhà xí, tiền cõi cực lạc kia chính là quê nhà mình vốn sẵn có. Chẳng cầu phước làm cõi trời cõi người trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi báo chung mạng tận, được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được thỏa nguyện, đã sanh về tịnh độ sẽ đốn ngộ vô sanh, nhìn lại phú quý thế gian khác nào ánh dương diệu hoa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục biển độc mà thôi. 2. Khuyên trừ nghi sanh tín. Pháp môn tịnh độ nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn? Nếu trí mình chưa quyết, thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật chư Tổ, chọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lầm trùng nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn. Hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lẻ tẻ sát đất lại vọng sanh ước đoán ư. Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi tâm chẳng sanh một niệm ngờ vực, thì dù chưa ra khỏi xa bà đã chẳng còn là khách trọn lâu ngày trong chốn xa bà, chưa sanh cực lạc nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ, há có nên do dự lười nhác sao nhãng để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư. Là trang nam nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thây đi thì chạy chết mục nát như cỏ cây, hãy gắng lên, cố lên. Trong các pháp môn khác, tiểu pháp là đại căn chẳng cần tu, đại pháp thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp tịnh độ này thích ứng khắp ba căn, gồm thầu lợi độn. Trên thì Quán Âm thế chí văn thù phổ hiển, không vị nào vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì ngũ nghịch thập ác, chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh thoát từ cách trong đời này, tuyệt chẳng có chút hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi lẽ đó, chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó thể tin chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hàng nhị thừa cũng nghi. Chẳng những nhị thừa chẳng tin, quyền vị Bồ Tát vẫn có người còn nghi. Chỉ có các vị Bồ Tát đại thừa địa vị cao sâu mới có thể triệt để tin tưởng không nghi. Người sanh lòng tin sâu xa nơi pháp này, dù là phàm phu đầy rẫy triền phược, nhưng chủng tánh đã vượt qua nhị thừa, khác nào thái tử ngã xuống đất vẫn quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào thế lực của cha cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trí danh hiệu Phật nên có thể đem tâm phàm phu gieo vào biển rác của Phật. Bởi thế ngầm được Phật trí ám hợp đạo mầu. Muốn bàn về pháp tu trong tịnh độ mà chẳng nói được qua sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để hiểu thoát và sự dễ dàng của pháp cậy vào phần lực này, thì người nghe nếu chẳng nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu tâm có chút mảy may nào nghi ngờ, sẽ do nghi thành chướng. Đừng nói là không tu, dù tu cũng chẳng được lợi ích thật sự. Do vậy phải nói rằng tín là một pháp, chẳng thể không gấp gáp giảng giải để mong cây dựng sâu xa đến cùng cực vậy. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do văn thù phổ hiền chỉ quy,
cho Mã Minh Long Thọ Hoàng Dương, cho các vị Khương Lư Huệ Viễn, Thiên Thai Trí Khải, Thành Lương Vĩnh Minh, Liên Chỉ Ngẫu Ích Phát Huy, Sướng Xuất Đề Khuyên Khắc, dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, các vị Bồ Tát Đại Sĩ ấy, trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong Đại Tạng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được sự hôi bổ xứ này. Ngay trong một đời này quyết định sổ lòng trí viên trí đốn cực kỳ giản dị, thống nhất thiền giáo luật, lại vượt xa thiền giáo luật, cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật, thật là một diệu pháp thật đặc biệt, siêu việt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị trí thức cận thời hay sao? Thì Hòa Nghiêm là vua trong Tam Tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện vương và tạng hài chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hỏng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đợi phải tham học khắp cả rồi mới thành hạng biết pháp ư? Luận bàn xác thực thì pháp môn đại thừa, pháp nào cũng viên diệu, nhưng căn cơ có sống chín, duyên gốc cạn sâu. Bởi thế xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ thiện đạo hóa thân của Phật Di Đà đã dạy truyền tù, ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc nên bảo, cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát cho đến thập phương chư Phật tận hư không chọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên ta bó pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa là do lúc ban đầu đã phát tâm chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng thiện đạo đã sớm thấy người đời sau đứng núi này trông núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế ngài nói như vậy, để kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngấm nghé cuồng vọng ưa ham cầu. Ai đã biết ngài thiện đạo là thầy mà lại chẳng tuân theo, thế mà người tuân theo lời ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp thế lý thế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng? Áo não thay, tu hành tịnh độ có cái lẽ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi han người khác hiệu nghiệp hay không, dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệp, cũng chẳng sai nhất niệm nghi tâm, cứ lấy lời lẽ chân thành của Phật Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệp chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam nhi anh liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người, trong tâm không chú ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác về hiệu nghiệp để hướng dẫn tiền đồ của chính mình, thật chẳng đáng buồn ư. Do tập khí, mỗi chúng sanh có điểm riêng thiên trọng, kẻ ngu thiên về cái tầm thường hèn kém, người trí thiên về điều cao thượng. Nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, sẽ ngay trong đời này quyết định được vãng sanh. Như vậy dù ngu nhưng chẳng ai bằng được, nếu là người trí nhưng vẫn chẳng tự đắc, vẫn từ sự hướng đến pháp môn cậy vào Phật tử lực cầu sanh tịnh độ thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này đến kiếp khác trầm luân ác đạo, muốn học đòi theo kiểu ngu phu ngày hôm nay cũng chọn chẳng thể được. Những người thông hiểu tánh tướng tôn giáo tôi thực sự ái mộ, nhưng chẳng dám học theo. Vì sao? Là vì dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, túi nhỏ chẳng thể chứa vật lớn. Tôi chẳng bảo là hết thảy mọi người đều nên phỏng theo việc tôi làm, nhưng nếu cũng hèn kém như tôi mà lại toàn học theo hành vi của bậc đại thông gia, toàn thẳng vào diệu ngộ tự tâm, vẫy vùng biển giáo, tôi chỉ e chẳng thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hàng ngu phu ngu phụ giả dặn chắc thật niệm vãng sanh Tây Phương thương xót. Há có phải là biến khéo thành vụng to, toàn bay lên không nhưng lại bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm đó chăng? Một lời đủ để bao quát hết. Hãy tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ông La Đài Sơn chẳng được vãng sanh, lại bị đọa vào nơi phước báo, là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế trí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình. Cũng như nói, quân tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình.
Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sanh tín tâm, nhưng ý niệm ưa cao chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liễu thoát sanh tử, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Nếu hiểu tông thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liễu thoát sanh tử. Nếu không thì bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chủ, tùy duyên tùy phận, chuyên tinh trí mình. Phật quyết chẳng dối người, nếu không mong bay lên hóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, trí viên, trí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên, ngay trong đời này, tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phạm phu lẻ tẻ sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng giác hỏi pháp này. Thực là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chóng thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư Tổ. Chẳng sanh tín tâm nơi pháp này hoặc tin chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng. Chẳng kham liễu sanh thoát từ siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ gia, dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít như khách trì ở trọ, một phen đoạn trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ dựng đứng lồng tóc, chẳng hề chẳng nè rát miệng khẩn cáo đồng nhân. Xem kỹ thơ ngài gửi đến bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng chi tiết phàm phu để suy lược sảng bệnh Phật trí mà thôi. Và như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến nay, thấy tiền nhân làm sao mình cũng bắt chước làm đúng như thế, thì thân thể mới được thành lập, mọi sự mới thuận tiện, thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật Tổ nói lời thành thực cũng chẳng thể nhân đó sanh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết thì ai là người biết, xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm mặc áo, sao lại đối với diệu pháp liễu sanh thoát tử bậc nhất cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sanh lòng tin, chọn chẳng chịu ra lời thành thực của chư Phật chư Tổ mà sanh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang trần mạch lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Do cho có mở sách, dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh gốc bệnh cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết đều là lời đề đòi của tiền nhân, ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật Tổ thiện tri thức sao lại đều chẳng tin? Cứ phải chính mình thấy mới tin. Với ý chí kiến của ông, nếu cứ thực tỉnh mà luận thì trước hết phải lấy thấy thuốc ấy chạy vào, phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào rồi mới kê toa uống thuốc, quyết chẳng chịu dựa theo những điều nói trong bản thảo mạch quyết để lập toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Này, nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm mặc áo uống thuốc. Thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thực của Phật của Tổ cũng chẳng tin là vì lẽ gì? Vì điều này thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng, tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế. Còn với chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu chỉ pháp ấy. Giờ này được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do chi kiến đó rốt cuộc chẳng hưởng lợi ích thật sự của Phật Pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu ngu phụ kia thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cắm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đới nghiệp vãng sanh, cùng kẻ đoạn hoặc vãng sanh đều chứng Phật quả. Có hơn kẻ chỉ biết xuôi, chỉ biết xuông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách,
do nghi sành báng, sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngu phụ niệm Phật vãng sành thường xót muốn cứu vớt dùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao vị hạng này bị ác nghiệp bất tín đời trước chướng ngại? Trí của các hạ như bảo kiếm can tương mạc ra, chặt ngọc như chém bùn. Do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can tương mạc ra để chém bùn. Bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp hết vào sự để bản ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, dùng cây dạy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, có sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác, và quả báo tu trì là quả, các hạ phải tin. Nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh, tâm niệm Phật là nhân thành Phật, phần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt giáo viên thành Phật đạo. Đấy chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Hãy để chuyện Phật rốt giáo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cập vấn Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ, rốt giáo là có hay là không? Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có, văn tự cũng do thức tâm, tay bút vận động mà hiện, mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chỉ được ai là các hạ để hỏi Phật rốt ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc thọ tưởng hành thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sanh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh được diệt độ, chẳng trụ vào sắc thanh hương vị xuất phát để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hạnh, nêu lên bố thí thì trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ cho đến vạn hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc thanh hương vị xuất phát để tu. Văn kinh này giản lược chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy để không trụ vào đâu để sanh tâm, không có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang bình rộng lớn như thế, chật kín, thái hư mà bảo là không thì khác gì mù lòa từ lúc mới sanh. Nói không có một chúng sanh được độ là chẳng trụ vào tướng vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng vướng mắc trong phàm tình, thánh kiến rồi chấp trước tướng.